nè em. Hậu 23. Chị Nương. Tại gì ngại? Nó quay phim á chị, sợ đúng chắn rồi. Tuyên nè. Cứ lên. Vân nè. A Đào. Trần. Thấy ghê quá à. Ừ, đi qua bên kia cái coi. Ẩu nữa, nó đang ẩu. Trời, xấu quá vậy. Gương mặt này là của chơi. Trời, tôi là ai vậy? Và bên kia là ai? Ai vậy? Mình là Tài. Ờ. Kế bên, kế bên. Hà. Hà. Em Hà Bá. Tấn. Trời. Em. Em. Hà. 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 Rồi, em Thiên, cái gì Thiên? Tại Thiên quá không? Thiên. Đây chứ, không dài nhỏ. Bạn ơi, cái mai bằng bút thẳng vô mặt. Để không, Thiên không, bớt nghe. Bye. Ai dạ, bạn ơi. Ủa, đang chụp hình đó, xin lỗi. Quay gì? Trời xấu quá à. Ơi, đâu vậy? Rồi. Rồi giới thiệu đi. Ai đây? Ai, tự nhiên có ai là ai hai hả? Hai. Tên gì quá trời anh em. Mình tên Trang, chào bạn. Chào bạn. Chào bạn. Cười là sao? Cười là sao? Bé đào. Bé. Có đào có đúng rồi bé đâu. Ê bạn ơi. Cầm đổi chị sớm dạ. Chưa ăn hết. Mình nó bụng dữ lắm bạn ơi. Một bữa ăn đi. Cơm chưa 5 giờ ăn cơm bữa nay qua bỏ đói có bụng mất trời hả. Cho muốn nguyên dĩa kìa ăn đi. Cơm. Tên gì? Anh tên gì? Anh tên gì vậy? Anh Tiến. Anh tên Tiến à. Ôi dạ. Ba. Chia chia nam nữ bắt qua đây để mà coi vậy. Bên nam dễ ăn luôn á. Động đảnh. Động đảnh nữa. Rồi. Hai nha. Để tính gì? Hải. Ờ hai. Của em nha. Này. Một, hai, ba. Trời xấu quá. Trời trời ơi, tôi đi xấu trời. Tên gì? Tôi tên Minh Đen. Ờ, nhớ là Minh Đen đúng không? Bao nhiêu là truyền hình chưa? À. Còn nữa, còn nữa. Mày quay qua chụp hình kìa. Hà ơi, mọi người quay qua đây coi. Quách với anh em. Tự giới thiệu. Hiểu. Chào gặp giá. Ủa sao kìa đi. Ê, Thảo nữa. Quay luôn đi. Yeah. Nãy giờ bận rộn nó chụp hình phải không? Rồi được rồi, bây giờ mình nhập tiệc thôi.